Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lộ bí mật các dữ liệu thông tin của công dân Lỗ hỏng ở đâu? Cục an ninh mạng cần phải trả lời Trong những năm gần đây xuất hiện tình trạng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tiến hành các vụ lừa đảo với đa dạng hình thức tinh vi thông qua cuộc gọi điện thoại tới các số điện thoại cá nhân với mục đích chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức Người dân Việt Nam cũng như quốc gia ở các khu vực Đông Nam Á trở thành nạn nhân thường xuyên của trò lừa đảo này. Thông qua việc giả mạo là nhân viên nhà nước như cảnh sát, thuế vụ vân vân, những kẻ tội phạm đã bịa ra các lý do liên quan đến vi phạm pháp luật như kinh doanh trốn thuế, rửa tiền hay tham gia mua bán ma túy vân vân. Từ đó, kẻ tội phạm đã khéo léo yêu cầu con mồi, tức là các nạn nhân phải làm theo yêu cầu của người nhà nước nếu không muốn bị khởi tố, bắt giam mục đích cuối cùng của kẻ tội phạm là chiếm đoạt được mật khẩu thông tin internet băng kinh của nạn nhân sau đó tiền trong tài khoản của ngân hàng sẽ bị chuyển đi nơi khác ngay lập tức và như thế là mất tiền có người đã mất nhiều tỷ đồng bộ công an liên tục đề xuất sửa thông tin căn cước công dân trước đây các nhóm tội phạm sử dụng địa bàn các quốc gia như philippines campodia myanmar v v để mở các văn phòng lừa đảo là rất phổ biến nhưng gần đây cảnh sát các nước tiến hành truy bắt nên cũng giảm đáng kể nhưng ở khu vực biên giới myanmar thái lan các tổ chức tội phạm vẫn đang hoành hành rất dữ dội ít ai biết những kẻ tội phạm trước khi thực hiện các hành vi lừa đảo đối với người khác thì họ cũng là nạn nhân của các băng đảng nạn nhân là công dân các nước đông nam á bị rủ dê ra nước ngoài để làm việc cho các văn phòng với điều kiện việc nhẹ lương cao. Nhưng khi bị xa bẫy thì những gì xảy ra với họ cứ như dưới địa ngục vậy. Muốn thoát khỏi tổ quỷ, gia đình các nạn nhân phải bỏ một số tiền không nhỏ để chuộc lại. Nếu không chuộc, sẽ làm nô lệ suốt đời. Một điều rất nguy hiểm đó là trong các cuộc gọi điện thoại lừa đảo, những kẻ tội phạm nắm được đầy đủ các thông tin, các dữ liệu cá nhân của nạn nhân và những người thân trong gia đình chính xác ở mức tuyệt đối. Kể cả ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân vân vân và kể cả các nhà mạng, các ngân hàng, hãng hàng không cũng không thể biết rõ đến như vậy. Một câu hỏi đặt ra là tại sao các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của công dân lại có các thông tin bí mật riêng từ đến thế? Theo chuyên gia bảo mật cho biết, ngay cả khi có tình cờ để lộ hình ảnh căn cước công dân hay số tài khoản ngân hàng thì cũng không thể biết tưởng tận đến như thế được bảo mật thông tin của công dân điều đó có liên quan gì với cục an ninh mạng của bộ công an nơi quản lý dữ liệu công dân và đơn vị này phải chịu trách nhiệm như thế nào vào năm 2021 đã xảy ra vụ gần 17 gigabyte dữ liệu chứng minh nhân dân và căn cước công dân của gần 10.000 người dân Việt Nam bị giao bán trên mạng khi đó giới chuyên môn đã chỉ ra nhiều lỗ hổng pháp lý cũng như bất cập trong việc bảo mật thông tin cá nhân của các cơ quan lưu trữ dữ liệu tại việt nam pháp luật việt nam đã có những quy định cụ thể về vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân tuy nhiên các quy định này nằm giải rác ở rất nhiều văn bản khác nhau như luật an ninh mạng luật an toàn thông tin mạng luật công nghệ thông tin và kể cả bộ luật hình sự và các văn bản dưới luật nữa lâu nay hệ thống dữ liệu của các ngân hàng các công ty điều chính viễn thông các hãng hàng không được xem là những miếng mồi rất ngon và béo bở hái ra tiền đối với các giới hacker tức là những kẻ tội phạm mạng và điều đó liên quan gì đến việc các chuyên gia công nghệ thông tin nghi vấn tới các tác động của bộ công an đang giáo diết thu nhập các dữ liệu thông tin cá nhân của công dân như họ đã đề xuất bỏ dấu vân tay trên căn cước công dân sửa đổi một số thông tin trên căn cước công dân, được bỏ dữ liệu sinh chắc học, vân tay tại mặt sau của thẻ, vân vân. Rồi mới đây, Bộ Công An đã đề xuất sửa đổi một số thông tin thể hiện mặt trên của thẻ chứng minh nhân thân cũng như mặt trước của thẻ và sẽ được đổi thành mã số định danh cá nhân, hay quê quán, đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, đổi thành nơi cư trú, vân vân. đã tạo ra một ma trận khó hiểu với hàng loạt những câu hỏi nghi vấn. Cần có câu trả lời. Lực lượng của Cục An ninh mạng Bộ Công an Việt Nam Trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân là còn đảng còn mình, gần đây có các loạt hành vi của kẻ trộm cướp như bắt trộm dê của dân ở Trương Mỹ, bắt cóc tống tiền tới 15 tỷ ở Hà Nội, và mới nhất là trưởng công an xã huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã có hành vi xin đều một chủ quán bia để lấy tiền đi học, không xin được thì quay ra ham dọa chủ quán là sẽ cho dẹp tiệm khiến chủ quán bia này bất bình tố cáo những dẫn chứng vừa kể trên khiến dư luận nghi ngờ có hay không việc một số chiến sĩ công an của cục an ninh mạng đã ăn cắp các dữ liệu trong hồ sơ căn cước công dân để bán cho các băng đảng tội phạm lấy tiền đó là những nghi ngờ hoàn toàn có cơ sở và là những đòi hỏi hết sức chính đáng của công luận cần phải có câu trả lời từ bộ công an việt nam và an ninh mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lộ bí mật và các dữ liệu thông tin của công dân lỗ hỏng ở đầu cục an ninh mạng cần trả lời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trước hội nghị Trung ương 8, vì sao ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên? Trong bài viết phần 1 vào ngày 30 tháng 8, chúng tôi đã đưa ra một số chi tiết đáng quan tâm, xin được nhắc lại đó là Thứ nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn đi lên từ tướng tình báo của Bộ Công an và có kinh nghiệm trong công tác tổ chức nên cho cuộc đua để chạy vào chiếc ghế tổng bí thư. Ông Chính chơi sách lược cản đối thủ. Nghĩa là cứ đồng chí nào được ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm làm nhân vật kế cận, lập tức những nhân vật đó sẽ nhận được những tin nhắn bóng gió về những sai phạm của họ nếu lộ ra là chết người. Như Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ, nếu để từ cục hai điều tra làm rõ vụ mua bán hóa đơn đỏ mà Đỗ Hữu Ca là một mắt xích, thì có khi chết cả lũ. Điều thứ hai, tờ báo Lombard nhận định cho rằng Võ Văn Thưởng, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, mới có 52 tuổi, được thay cho ông Phúc nhiều khả năng là để kẻ đứng đầu danh sách thay thế Nguyễn Phú Trọng tại đại hội lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trong khi giới thạo tin từ nhà đỏ thì khẳng định tổng trọng bốn phương đình Huệ, chùm phe Nghệ An sẽ kế nhiệm chứ không phải là ông thưởng. Ông Vương Đình Huệ và ông Phạm Minh Chính Và điều đó lập tức được khẳng định, truyền thông Việt Nam đưa tin vào ngày 31 tháng 8 nhân kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vào dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ chủ tịch ở hà nội đây là một động thái đối với những người rất quan trọng trong những ngày như thế trong không khí trang nghiêm chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các thành viên của đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với đất nước và dân tộc tờ báo đã đăng như vậy bên cạnh đó thì giấy quan sát lập tức đưa ra nhận định rằng Bình thường mỗi năm người thắp hương cho ngày rỗ của ông Hồ Chí Minh luôn phải là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và nghi thức tương tự cũng diễn ra vào các dịp đón Tết cổ truyền hàng năm. Đón xuân quý mão năm 2023 vào ngày 29 tháng Chạp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đích danh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng thực hiện nghi thức dân hương tại nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch Hà Nội như vậy có thể suy ra rằng ông trọng đã gián tiếp giới thiệu Vương Đình Huệ là người sẽ được thế vai thay mặt ông tổng bí thư. Đây chính là nhận định của giới quan sát trong và ngoài nước. Quay trở lại cuộc đấu giữa thủ tướng Phạm Minh Chính và chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ là thủ lĩnh phe Nghệ An quê bác là một trong những phe ủng hộ trong tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bọn quân thần ở Nghệ An đã tâu với tổng trọng như Huệ Vương mà còn bị thẳng quê dâu má chèn ép thì chịu sao nổi, khiến Tổng Trọng càng bực tức với chủ Thủ tướng Phạm Minh Chính hơn. Đây là những thông tin được đưa ra từ nội bộ của Đảng. Tứ trụ của Việt Nam hiện nay Nhưng ông Chính vốn là Trung tướng Tình báo Tổng cục 5 của Bộ Công an Việt Nam, là người công tác tổ chức rất lâu. Nhờ vậy Phạm Minh Chính đã nắm được rất nhiều tẩy hay những vụ việc nhúng chàm của các quan chức cấp cao, kể cả Vương Đình Huệ. Nhưng ông Phạm Minh Chính là loại người cực kỳ kín kẽ và kín đáo trong mọi hành động. Các yếu huyệt của Phạm Minh Chính là tội mê gái. Thời gian làm bí thư Quảng Ninh, bí thư chính đã công khai mây mưa với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ăn ở như vợ chồng bất chấp sự dị nghị của cán bộ đảng viên trong tỉnh. Đây là thông tin được nội bộ đưa ra cho nên chuyện nhàn IC Tham nhũng thông qua việc thông thầu với lãnh đạo các tỉnh, thành phố là chuyện thường ngày ở huyện. Ai mà chẳng thế nên dư luận cho rằng bắt bà Nhàn thì phải bắt tất tần tật các quan chức lãnh đạo của các tỉnh có bà Nhàn tham gia đấu thầu. Ở Việt Nam các doanh nghiệp doanh nhân bắt tay làm ăn với các quan chức thư hỏi có ai không tham nhũng hay không? Bên A và bên B không bắt tay, không thông thầu thì lấy đâu ra tiền tranh lệch để mà đút lót và chia nhau tiền tỷ. Đây là khoản tiền cũng rất lớn để mà tiếp tục mua ghế đi lên cho cao hơn. Nói ra như thế để thấy rằng việc Bộ Công an khởi tố truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay bằng mọi giá phải đưa bà Nhàn về Việt Nam, mục đích đầu tiên là để truy tội Phạm Minh Chính, lấy cớ để gạt chính ra khỏi cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng tới hết nhiệm kỳ này khả năng sẽ phải nghỉ vì đã quá cao tuổi và ngồi tới 3 nhiệm kỳ rồi. Mục đích thứ hai của Tổng Trọng là bà nhàn IC đóng vai trò trong việc môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhà nước Israel. Nói đúng ra, Nguyễn Đức Thế Nhàn là người có công lớn bởi lý do thay vì mua vũ khí từ Nga vừa có giá đắt do gửi giá, vừa chất lượng không cao, còn mua vũ khí từ Israel chuyện tham nhũng sẽ ít hơn và chất lượng cũng cao hơn. Chuyện phần trăm phép phẩy dẫu có, nhưng tiền cảm ơn không lớn bằng đối tác Nga. Người Nga từ xưa đến nay lại quả không dưới 20%. Các quan chức của Việt Nam đòi Mỹ lại quả ở các hợp đồng mua vũ khí. Chuyện quan chức của Bộ Quốc phòng Việt Nam vào năm 2019 khi đàm phán để mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đòi đối tác Mỹ chi lại quả đến 20% giá trị hợp đồng đã bị chính quyền Mỹ tố cáo còn rành rành ra đấy. Báo chí quốc tế đăng rất rõ ràng, ai cũng biết nếu đọc. Nghĩa là khi Bộ Quốc phòng Việt Nam mua vũ khí Isen do Nguyễn Thị Thanh Nhàn môi giới, thì tướng lĩnh quân đội phe đại tướng Lương Cường và Nguyễn Phú Trọng bị mất ăn phần trăm hoa hồng. Đó cũng là lý do khiến Trọng quyết diệt Nhàn và chính cho bằng được. Bởi miếng bánh phần trăm mua vũ khí béo bở đã bị chính và nhàn hớt tay trên. Đây quả là số tiền khổng lồ vì mỗi năm doanh thu của công ty IC mua bán vũ khí với Israel lên tới hàng tỷ đô la. Mới đây Bộ Công an lại kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Được biết bà Nhàn đang được sống ở Đức và được bảo vệ bằng nhiều tầng, nhiều lớp. Lớp ngoài còn an ninh cảnh sát của nước sở tại và lực lượng của Cộng cục 2 Bộ Quốc phòng trong đó lực lượng vệ sĩ được tuyển lựa rất kỹ. Kể ra để thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhận thấy khó có thể bắt được bài Nhàn đưa về Việt Nam, nên ra thông cáo chung chung kêu gọi đầu thú. Đây cũng là cách chối khéo yêu cầu ông Tổng Bí Thư. Với tình hình quốc tế như thái độ của chính quyền Đức hiện nay, chắc chắn nếu Tô Lâm mà cố đấm ăn sồi thì rất dễ dàng bị rút đầu vào dọ. Chúng ta hãy cùng chờ xem phần sau sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin trước hội nghị trung ương 8 vì sao Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d